Xin chào các bạn, tôi là chuyên gia của công ty cổ phần Beauty Plus. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các bước chăm sóc da với máy Aqua Skin. Như các bạn đã biết, để có một làn da đẹp thì các bước chăm sóc da là rất quan trọng. Và để hỗ trợ cho việc chăm sóc da tại một spa thì máy Aqua Skin sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề đấy cho các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là 7 chức năng của máy Aqua Skin. Đầu tiên đó là đầu tẩy da chết. Đầu thứ hai là đầu phun oxy. Đầu thứ ba sẽ có tác dụng nâng cơ trẻ hóa da, đồng thời trong đầu này sẽ có tác dụng về làm lạnh và làm mát cho khách hàng. Đầu thứ ba là đầu sóng siêu âm để đẩy tinh chất. Và đối với đầu này chúng ta có thể sử dụng cho vùng body để đẩy tinh chất và để kem. Đầu này là chúng ta có thể điện di tinh chất lỏng hoặc là điện di tinh chất C. Đây này là đầu đẩy tinh chất dạng HA mà là những cái dạng sệt. Đây là dây nối để chúng ta có thể là khi đắp mặt nạ cho khách hàng chúng ta sẽ để đẩy tinh chất của mặt nạ sâu hơn với da cho khách hàng. Sau đây kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tiến hành chăm sóc da với đầy đủ 7 chức năng của máy Aqua Skin cho khách hàng. Chuyên viên đang tiến hành tẩy da chết cho khách hàng, loại bỏ cặn bẩn, dầu thừa, bã nhờn, làm sạch sâu. Đầu phun nước hoa hồng giúp cân bằng độ pH cho da của khách hàng. Đầu nâng cơ kết hợp với ánh sáng đỏ sẽ giúp da các bạn sẽ kích thích sản sinh collagen tái tạo da. Tiếp theo sử dụng đầu sóng siêu âm đẩy tinh chất HA đi sâu xuống dưới tầng trung bì của khách hàng. Đầu điện di ion đẩy tinh chất sâu hơn xuống dưới da của khách hàng. Cuối cùng ta sẽ sử dụng đầu lạnh kết hợp với ánh sáng xanh giúp làm dịu da, khóa ẩm tinh chất cho khách hàng. Đồng thời đối với các bạn trị liệu những gói công nghệ cao như ăn kim, phi kim thì đầu làm lạnh này sẽ giúp giảm tổn thương, sưng tấy đỏ cho khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quy trình thực hiện 7 chức năng với máy Aqua Skin. Để các bạn có được một dòng máy Aqua Skin chính hãng thì các bạn hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi.